Wow, máy ATM kẹo. Chúng mình cần sườn máy cho món thủ công mới. Dùng băng keo trắng bọc lại toàn bộ màn hình. Sơn tất cả màu hồng. Lấy lớp bảo vệ ra. Có bảng điều khiển và màn hình trên khung trống. Máy ATM chứa đầy tiền mặt. Ngân hàng Lalilu đang đợi các vị khách đầu tiên. Hai người bạn đang ngồi cái đá công viên trò chuyện. Ngồi yên, cướp đi. À, chạy. Bọn trộm muốn cướp ATM. Đưa tiền ra đây. Ồ không, bị phát hiện rồi. Lấy mấy cái túi đồ chuông lẻ. Đúng là kỳ diệu. Tụi mình giao rồi. Làm đồng phục cảnh sát bằng vải xanh dương. Vẽ tạo hình chiếc quần. Cắt ra. Cắt thêm mảnh nữa. May quần lại. Thử đi, Huggy ơi. Thêm áo cảnh sát nữa để hoàn thiện bộ đồ. Có huy hiệu cảnh sát trên tay áo, ký hiệu và logo Jaffran thì trên ngực áo. Huggy Wuggy đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt. Anh ấy đội nón lên và bắt đầu thi hành. Học viện cảnh sát mở cửa chào đón nhân viên mới. Wow, nhìn kìa, gạch lát như sàn nhảy. Xin chào, cậu có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Đó là điều tra xem ai trộm tiền của ngân hàng. Để xem nên phân bổ công việc như thế nào. Quyết định rồi, Huggy sẽ điều tra tại điểm phạm tội. Dạ sếp. Còn Mommy Longlet sẽ là cảnh sát ngầm. Wow, cảm ơn sếp đã tin tưởng. Em nhất định không làm sếp thất vọng. Lấy tờ giấy. Cô nàng đáng yêu này là tội phạm nguy hiểm đó. Ghép tấm bìa cứng lại. Có huy hiệu cảnh sát ở giữa. Hai bạn phát họa có thể giúp tìm ra các nghi phạm. Mình nên bắt đầu điều tra từ đâu đây? Sếp ơi, tôi có thể giúp anh. Lúc đi qua công viên, tôi thấy hai người khả nghi. Chắc chắn họ đã làm gì đó phạm tội. Thật tò mò, tả xem họ thế nào để tôi phát họa lại. Tóc dài, đôi mắt to, họ trông như này hả? Họ đeo khăn trùm đầu, nhưng tôi đã cố nhìn thoáng qua khuôn mặt họ. Cảm ơn chị đã hợp tác giúp chúng tôi điều tra. Huggy Wuggy nhận hồ sơ phát thảo. Anh chàng photoda, rồi trải hình ảnh khắp thành phố. Mình thấy họ ở đâu đó rồi. Sếp ơi, thỉnh thoảng chúng tôi thấy họ đi trong thành phố. Có hai cô gái trông giống trong ảnh, đứng gần buồng điện thoại. Hay lắm, vậy là tội phạm trong vùng đây phải lần theo dấu vết của chúng. Chúc sếp mau bắt được tội phạm nha.
vẻ ngoài của Mommy Longlegs. May bộ đồ tù nhân bằng vải màu cam. Chúng mình cần chụp hình. Bắt được rồi. Pháp luật rất công bằng. Đứng trước máy ảnh rồi nghĩ về những gì mình đã làm đi. Có bạn cùng phòng mới nè báo hồng. Quấy là tội phạm nguy hiểm. Cẩn thận đó. Dạ, chào các cậu. Thầy ở đây sao? Sao lại vô đây vậy? Mommy phải tìm ra chỗ họ đang giấu tiền. Nhưng bạn cục phòng giam không được thân thiện lắm. Mình nên chọn màu nào đây? Lăn các miếng đất sét khô. Bánh donut được phủ kem lên đó. Hoàn hảo. Ngon quá. Ghép lại thành cái hộp. Gói bánh donut trong hộp giấy. Không ai có thể chối từ đồ ăn như thế này. Quản giáo để lấy đồ ăn vặt. Ồ không, mình làm dơ quần rồi. Phải giặt nó mới được. Ăn trưa ngon lành đi các cậu. Ăn đi, cảnh sát trả tiền rồi mà. Hay lắm, cảm ơn nha. Cậu rất tuyệt. Mọi người cùng phòng giam ăn rất nhiều bánh donut và trở thành bạn. Mommy Longlegs đã chiếm được lòng tin. Cái gì? Hình như ma đã trộm chúng đi. Chuẩn bị chìa khóa. Lắc, bầu bạc thì trông đẹp hơn. Cái phòng này sẽ giúp ích. Làm móc khóa nhỏ. Trên thang trắng có dây khóa và ổ khóa. Hy vọng nó không rơi vào tay người không nên có. Tới giờ ngủ rồi, tắt đèn đi. Mau dậy giường đi và nhớ im lặng nữa. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi. Tới lúc hành động rồi. Mommy đưa tay về phía quản giáo và dễ dàng trộn chìa khóa. Ha ha, lấy được rồi. Úp, nếu anh ta thức dậy thì sao? Nhưng quản giáo chỉ giả vờ. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Các tù nhân rón rén đi ra khỏi ngục. Vẽ các đường kẻ sọc. Ghép các mảnh lại để làm túi lớn. Thêm móc khóa. Có hai túi nhỏ ở phía trước. Cố định dây đeo dài. Thêm vài dây ngắn nữa. Trong túi chứa đầy tiền giấy. Đây là thứ mà có tội phạm đang giấu. Báo và Mommy vượt ngục thành công. Bọn cướp tới căn nhà kho bị bỏ hoang. Đây là thứ bọn này đã trộm. Túi chứa tiền giấu ở đâu đó trong căn nhà này. Mình giấu nó ở đâu ta? Nghe rõ không? Tôi cần chỉ viện. Tìm thấy rồi. Cậu nói gì đó? Mình nói là mình cần sửa lại lớp trang điểm. Được rồi, chỉ là gạt hai người thôi. Đúng ra mình không nên tin cô ta. Nhân danh pháp luật, hai người đã bị bắt. Làm tốt lắm. Thank you. Còn hai người trở lại phòng giam đi. In hai nửa huy hiệu cảnh sát. Vẽ đường phiên họp. Trang trí đá lên đó. Có hai giải thưởng dành cho cảnh sát ở bên trong. Mommy Longlegs và Huggy Wuggy được trao giải vì thành tích xuất sắc của mình. Đóng hồ sơ, tất cả là nhờ vào công lao của cảnh sát ở đây. Yeah, chúc mừng, làm tốt lắm. Huggy Wuggy và Mommy sắp được thăng chức. Giờ thì hai người đã là sĩ quan. Yeah, rất vinh hạnh. Tôi hứa sẽ luôn tự hào đeo nó. Cả thành phố cần biết đến các vị anh hùng này.